Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giảng Giải Chủ Giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng Tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời Gian Tháng 5 Năm 1998 Tập 1 Tôi vào năm xưa Mỗi đạo tràng Mới được xây dựng lên Bộ kinh đầu tiên Nhất định là Giảng kinh địa tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Tại vì sao phải giảng bộ kinh này vậy? Phật Pháp thiết lập không thể tách rời cơ sở vật chất cách nói hiện nay của chúng ta là nhất định phải có đất đai phải có phòng ốc phải có kiến trúc sau khi có cơ sở vững chắc rồi chúng ta mới có một nơi tu đạo nhưng mà tu đạo phải dựa vào cái gì chúng ta nhất định phải biết tu đạo nhất định phải dựa vào tâm địa kinh địa tạng chính là quá trình đầu tiên của chúng ta sau khi đã có nền tảng vật chất rồi thì trong nền tảng tinh thần cái quan trọng nhất là pháp môn tâm địa cho nên bộ đầu tiên chúng ta nhất định phải giảng giải là kinh địa tạng bồ tát bổn nguyện để làm nền tảng cho việc tu học đại thừa của chúng ta nếu như không biết được pháp môn tâm địa không biết bắt đầu tu từ tâm địa thì cuối cùng quyết định là không có thành tựu gì hay nói cách khác bất luận bạn dụng công như thế nào nỗ lực ra sao phấn đấu như thế nào tinh tấn như thế nào bạn vẫn không thể ra khỏi lục đạo luân hồi như cũ những gì mà bạn tu chẳng qua là phước báo hữu lậu mà thôi Đại biểu cho Phật Pháp Đại Thừa ở Trung Quốc Là bốn vị Bồ Tát lớn Vị thứ nhất Chính là Bồ Tát Địa Tạng Từ Bồ Tát Địa Tạng Phát triển ra tiếp nữa là Bồ Tát Quan Thế Âm Là Đại Từ Đại Vi Địa Tạng là Hiếu Kính Ngày nay tại vì sao Phật Pháp suy như vậy Người tu học tại vì sao không có thành tựu Rõ rệt Giống như trước đây Mọi người đã quên mất cái gốc rồi Bất hiếu, bất kính Loại tu học này Chính là lý lão sư trước đây Hay nói là bỡn cợt Phật Pháp Họ không phải là đang tu học Phật Pháp Cũng không phải đang hoàng dương Phật Pháp mà là đang trêu đùa Phật Pháp Tiêu khiển Phật Pháp Không cái việc làm Tiêu khiển cho vui vậy Lấy Phật Pháp để mà tiêu khiển Thật sự như vậy Lời Lý Lão Sư đó một chút cũng không quá đáng Chúng ta thử nghĩ bản thân chúng ta Có phải là đang tiêu khiển Phật Pháp Cũng đang đùa giỡn với Phật Pháp phải không Tu được một chút Phước báo hữu lậu mà thôi Mà chút phước báo này Nhất định không hưởng ở nhân gian Đến đâu để hưởng vậy Hưởng ở đường xúc sanh Ở đường ngạ quỷ Hưởng ở đường ác Vì sao không thể hưởng ở cõi người vậy Tư cách làm người của bạn không có Cho nên tu phước không hưởng ở cõi người Chúng ta cần phải hiểu rõ Làm người phải biết hiếu thân tôn sư Trong tam phước của Quán Kinh Phước đầu tiên là hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng từ tâm bất sát tu thập thiền nghiệp, bạn mới có thể được thân người, phước mà bạn tu mới có thể hưởng ở trong cõi nhân thiên. Nếu như bốn câu này không làm được, thì phước báo mà bạn tu nhất định hưởng ở đường ác. Trong đường ác cũng có người phước báo rất lớn. Những lý và sự này chúng ta phải hiểu rõ. Nhưng chúng ta không thể chuyển trở lại được hay nói cách khác hiểu rõ mà không làm được. Tại vì sao không làm được gì? Nói lời thành thật đối với những sự lý này hiểu chưa đủ thấu triệt, thật sự thấu triệt rồi nhất định họ có thể xám trừ nghiệp chướng, họ có thể quay đầu là bờ. Cho nên đạo tràng mới xây dựng lên. Thì Kinh Địa Tạng Bổ Nguyện Nhất định không thể thiếu Nhất định phải giảng Các vị đồng tu đến nơi đây để tham học Chúng tôi hôm nay xếp khóa trình này Là khóa trình chủ yếu Tuy thời gian không nhiều Nhưng chúng tôi nhất định phải nói kỹ Phần trọng điểm Bộ phận thứ yếu khác Cổ đức có chú giải tường tận rồi Pháp Sư Thánh Nhất Có một bài giảng Có thể giúp mọi người Làm tham khảo Tương lai các vị Hoàng Dương Phật Pháp Ở trong nước ngoài nước Phạm đã đến một đạo tràng Cũng cần phải giảng kinh Địa tạng bổ nguyện trước Tiếp đó giảng kinh vô lượng thọ Khuyên họ niệm Phật giảng sanh Đây là phép tắc nhất định Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Khoa Chú Là do Pháp Sư linh kiệt đầu thời nhà thanh viết ngài là người khoảng năm khang hy là thời kỳ đầu triều thanh chú giải hay vô cùng chúng ta đọc chú giải của ngài cần phải thế hội thật tỉ mỉ nếu dùng ngôn ngữ hiện đại để biểu đạt dùng quan niệm của người hiện đại để nói thì mọi người sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn ở phần trước ngài có luận quán luận quán tức là trước khi giảng kinh văn trước tiên giảng đại ý của toàn kinh để giới thiệu tóm lược ở trong luận quán đã bao gồm năm tầng huyền nghĩa đây là bộ phận thứ nhất bộ phận thứ hai dạy chúng ta cách quán như thế nào cũng chính là dạy chúng ta học tập bộ kinh này làm sao đem quan niệm chuyển đổi trở lại bộ phận thứ ba là giới thiệu đại ý toàn kinh luận quán của ngài viết rất dài bộ phận này vô cùng quan trọng ở trong bộ phận quyền nghĩa hoàn toàn dựa theo phương thức của tông thiên thai thuyết minh giải thích đệ kinh biện thể thể là căn cứ lý luận phật căn cứ vào cái gì để giảng bộ kinh này sau khi chúng ta hiểu rõ rồi đối với bộ kinh này đối với lời thuyết pháp của phật mới có thể sinh ra niềm tin kiên định bộ phận thứ ba là minh tông minh tông là nói tu hành hay nói cách khác làm sao đem những đạo lý này những lý luận này thực tiễn vào trong đời sống chúng ta bộ phận thứ tư là luận dụng chúng ta dựa vào cái phương pháp này tu học sẽ đạt được những lợi ích công đức như thế nào một bộ phận sau cùng là nói giáo tướng giáo tướng đó là nói phương thức dạy học của thế tôn nghi thức phép tắc dạy học pháp sư ở trong năm khoa mục này đều dùng ba chữ bất tư nghị đề kinh là lấy nhân pháp bất tư nghị để đặt tên Bồ Tát Địa Tạng Bất Khả Tư Nghị Bổ Nguyện Bất Khả Tư Nghị Bồ Tát Địa Tạng là Nhân Bổ Nguyện là Pháp Ở trong phần biện thể Ngài nói tánh thức Bất Tư Nghị là thể Tánh là chân như bổn tánh chỗ chứng được của chư Phật Như Lai, thức là dụng tâm của Phạm Phu chính pháp giới. Phạm Phu chính pháp giới là đang mê. khi mê rồi thì không gọi là tánh mà gọi là thức. Tánh là chân tâm, thức là vọng tâm. hay nói cách khác ngài là lấy tâm địa chân thật cùng với tâm địa vọng tâm của chúng sanh chính pháp giới để làm nền tảng cho lập luận vậy là quá hay rồi phật giảng bộ kinh này căn cứ vào đâu vậy căn cứ vào chân tâm của bản thân chư phật như lai lại căn cứ theo vọng tâm của chính pháp giới vì chúng ta mà thuyết bộ kinh này căn cứ lập luận của bộ kinh điển này có thể nói là quá chân thật rồi tánh địa mất khả tư nghị Chúng ta nói địa tạng Tánh địa là chân tâm Bất khả tư nghị Vọng tâm của chúng sanh chính pháp giới Cũng bất khả tư nghị Tánh thức Bất tư nghị Là thể của kinh Lại lấy hạnh nguyện Bất tư nghị làm tông tông chỉ của bổn kinh đại hạnh đại nguyện của bồ tát địa tạng đều bất khả tư nghị lại lấy phương tiện bất khả tư nghị làm dụng cái này có thể thấy được rất rõ ràng ở trong toàn kinh khiến cho chúng ta biết làm thế nào học tập sau cùng là lấy bất khả tư nghị hiển bày ra vô thượng bồ đề làm giáo tướng nếu như lấy năm loại thí dụ này của cổ đại đức Thí dụ Giáo tướng Dùng sữa Ván sữa kem bơ format Để biểu thị Cho năm giai đoạn Của Phật Pháp Đề tạng bổ nguyện Là Đại Pháp Vô Thượng Nền tảng là Đại Pháp Vô Thượng Thì thành tựu đương nhiên là phật quả vô thượng cái này là tổng cương lĩnh của huyền nghĩa hôm nay chúng ta ở nơi đây giảng bộ kinh địa tạng bổ nguyện này có hai dùng ý một cái là nhận lời mời của Lão Pháp Sư Nhân Đức Tại Củ Hoa Sơn Tôi nhận lời Ngài Trước ngày Thánh đảng của Bồ Tát Địa Tạng Vì đại chúng giới thiệu Đại ý bổ nguyện của Bồ Tát Địa Tạng Chúng tôi dự định Ngày 1 tháng 9 khởi giảng Ngày 20 tháng 9 viên mãn Ngày 20 chính là ngày 30 tháng 7 âm lịch Là ngày Thánh Đảng Bồ Tát Địa Tạng Ý nghĩa thứ hai Là tịnh tông học hội Singapore Đạo tràng này xây dựng nên Chúng ta vẫn chưa có chính thức Giảng một bộ kinh nào Ở nơi đây Hôm nay vì đạo tràng mới khai giảng Kinh địa tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Cũng là phù hợp với thường lệ giảng kinh mừng đạo tràng mới trong nhiều năm của chúng ta. Cho nên có hai tầng ý nghĩa này. Trước tiên, tại báo ân đường của tịnh Tông Học Hội, vì chưa gì đồng tu, mà nói bộ đại kinh này. trong huyền nghĩa đương nhiên điều quan trọng nhất là trước tiên phải giới thiệu đề kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện kinh bảy chữ này sáu chữ phía trước là biệt đề chữ kinh này là thông đề Tất cả Pháp mà Phật nói Đều gọi là Kinh Ở trong biệt đề Lại phân thành nhân và Pháp Bảy loại lập đề này Chúng ta đã tỉnh lược bớt Pháp Sư Thánh Nhất Ở trong giảng ký nói rất rõ ràng Các chị có thể lấy làm tham khảo Địa tạng Bồ Tát là nhân Bổ nguyện là Pháp Đề kinh này là do Thích Ca Mâu Ni Phật tự mình nói Phật ở trên kinh Nói bộ kinh này Có thể dùng ba đề kinh Ba đề kinh này đều là do Phật nói Cái thứ nhất là địa tạng bổ nguyện Ở trong Pháp hội này Thế tôn gì chúng ta tuyên thuyết Địa tạng Bồ Tát bổ nguyện Cũng có thể gọi là Địa tạng Bồ Tát bổn hạnh Hạnh và nguyện hỗ trợ nhau Có nguyện nhất định có hạnh ý nghĩa của hạnh dùng cách nói hiện nay để nói là đời sống của bồ tát địa tạng sự tu trì của bồ tát địa tạng kết nối nhân sự thế của bồ tát địa tạng những điều này là bổn hạnh của ngài lại có thể gọi là địa tạng bồ tát bổn thể lực kinh lực là hiển thị năng lực thù thắng của Ngài. Hiện nay, hiện nay chúng ta đọc đề kinh địa tạng bổ nguyện này là do người phiên dịch từ trong ba đề kinh này mà chọn ra. Bởi vì ở trong bổ nguyện này đã bao hàm bổn hạnh cũng đã bao gồm bổn thể lực Ý nghĩa đều ở trong đó. Chữ địa trong từ địa tạng. Nói ở trên sự là mặt đất. Mặt đất là nơi mà tất cả dạng vật dựa vào đó để sinh tồn. Bất kỳ một vật nào tách khỏi mặt đất Thì không thể sinh tồn được rồi Cho nên ở Trung Quốc Rất xem trọng đối với trời và đất Ở trong bát quái tướng của địa là quẻ khôn Đức của địa là mẹ Ở trong kinh dịch nói Chí tại khôn nguyên Chí là đến cực điểm đây là hình dung mặt đất Nơi dạng vật dựa vào để sống Tất cả dạng vật đều sinh từ mặt đất Cho nên đất có ý nghĩa là Có thể duy trì, nuôi dưỡng, chuyên chở, sanh sản Phật dùng cái này để thí dụ cho tâm địa của chúng ta tâm địa của chúng ta thật sự là có đủ ý nghĩa này dùng phật pháp để nói có nghĩa là trụ trì sinh trưởng gánh giác trụ Tất cả dạng Pháp Đều từ chân tánh mà trụ Tất cả dạng Pháp Đều từ chân tánh mà sanh Ở trong Kinh Hoa Nghiêm nói Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Chỗ trụ của chư Phật Như Lai là nhất chân pháp giới chỗ trụ của chúng sanh chính pháp giới là thập pháp giới y chánh trang nghiêm đều là từ trong tánh địa miến hiện ra tánh là năng biến dạng pháp là sở biến ở trong tự tánh vốn dĩ có đủ vô lượng trí huệ vô lượng đức năng mọi thứ vô lượng vốn dĩ đầy đủ phật pháp dạy học mục đích là dạy chúng ta minh tâm kiến tánh Tại vì sao lấy đó là mục tiêu Sau khi minh tâm kiến tánh Thì tự nhiên vấn đề gì Cũng đều được giải quyết Giả lại sự việc này là nhất định thực hiện được Nhất định có thể làm đến được Tại vì sao khẳng định như vậy bởi vì mỗi người đều có chân tánh chân tánh không phải đến từ bên ngoài đến từ bên ngoài thì chưa chắc có thể làm được tự tánh vốn đầy đủ thì đâu có lý nào không thể làm được chứ vấn đề chỉ cần chúng ta có thể khôi phục tự tánh thật ra tự tánh đâu có cần khôi phục ngày nay ở trên tánh đức của chúng ta có chướng ngại rồi chỉ cần đem cái chướng ngại này bỏ đi thì tự nhiên tánh đức hiện tiền ngay gọi là xua tan mây mù thì ánh mặt trời liền chiếu sáng ánh mặt trời thí dụ cho tánh đức của chúng ta mây mù thí dụ cho chướng ngại chướng ngại là giả ánh mặt trời là thật lìa vọng rồi thì chân liền hiện tiện ngay cho nên chân tánh không cần phải cầu bạn cầu đó chính là hư vọng không cần phải cầu lìa vọng rồi chính là chân phật nói với chúng ta trong chân tâm có đầy đủ ba đức pháp thân pháp thân là chân thân của chúng ta là bất sanh bất diệt tông đến không đi công nhơ không sạch. Ở trong thiền tông nói là mặt mũi xưa nay trước khi cha mẹ chưa sanh. Chính là cái này. Đáng tiếc, chúng ta từ vô thủy đến nay khởi tâm động niệm vọng tưởng chấp trước làm chướng ngại đức dụng ngoan minh của tự tánh chúng ta hiện tại tác dụng này đã bị hao tổn rất lớn rồi tác dụng một trăm phần trăm nhưng chúng ta hiện nay có thể cảm nhận chưa đến được một phần trăm chín mươi chín đức dụng không thể hiện tiền được bạn nói đây không phải là đáng tiếc hay sao tại vì sao lại có hiện tượng này mê mất rồi không biết được là mình vốn dĩ đầy đủ vô lượng trí huệ vô lượng đức năng mê mất rồi mê quá lâu mê quá sâu mê quá rộng rồi phật nhìn thấy chúng ta mới sanh tâm thương xót giúp chúng ta giác ngộ giúp chúng ta khôi phục cho nên việc này cần phải chú trọng ở tu hành nhân tu vạn hạnh quả viên vạn đức phương pháp tu hành cũng là vô lượng vô biên ở trong vô lượng vô biên phương pháp. Có pháp thuận tiện, cũng có pháp không thuận tiện. Phật đều nói. Cho nên Phật gì chúng sanh diễn thuyết vô lượng pháp môn. Ở trong tứ hoàng Thệ nguyện nói là pháp môn vô lượng thể nguyện học. Tại vì sao Phật phải nói vô lượng pháp môn gì? Do căn tánh chúng sanh không giống nhau Căn tánh của chúng sanh cũng vô lượng vô biên Thuận theo căn tánh chúng sanh Mà dạy học Thì học tập sẽ dễ dàng thành tựu Nếu như không thuận căn tánh chúng sanh Thì việc tu học của họ sẽ cảm thấy khó khăn Mà ở trong tất cả pháp môn Thuận tiện nhất Vững chắc nhất dễ dàng nhất không có gì bằng pháp môn niệm phật phật ở trên kinh này chính là vậy chúng ta niệm phật chí tâm xưng danh bạn xem cùng với trong kinh vô lượng thọ nói phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm là cùng một đạo lý là cùng một sự việc nếu như chúng ta không thể tiếp nhận pháp môn này nghi hoặc pháp môn này phật lại mở ra cho bạn pháp môn phương tiện khác đây thật sự là phật dạy người pháp môn đứng đầu tại vì sao nói pháp môn này là pháp môn đứng đầu vậy nếu như chúng ta quan sát thật kỹ phật ở trên kinh nói với chúng ta nguyên lý căn bản nguyên tắc căn bản thì có thể nghĩ thông ngay Là có thể thế hội được ngay Phật nói cho chúng ta biết Các Pháp Tất cả Pháp thế gian Và Pháp xuất thế gian Đều là duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Tám chữ này là căn bản đã nói tụ cùng tất cả mọi đạo lý của dạng sự dạng pháp ở trong vũ trụ lại nói rõ ràng với chúng ta tất cả pháp từ tâm tưởng sanh tất cả pháp từ tâm tưởng sanh chính là giải thích duy thức sở niệm tâm có thể hiện tướng ở trong tướng sinh ra biến đổi là do tác dụng của tâm cái tâm này chính là thức thức tâm chính là chúng ta gọi là ý nghĩ chúng ta hiểu nguyên tắc này thì phật nói niệm phật chúng ta liền hiểu ngay chúng ta liền đồng ý vì sao vậy niệm phật thì là phật là gọn gàng thẳng tắc Tại vì sao niệm A-la-hán chứng A-la-hán Sau đó niệm Bồ-Tát để thành Bồ-Tát Sau cùng lại niệm Phật thành Phật thì chẳng phải rườm rà rồi sao Đi lòng vòng quanh co Tại vì sao bạn không thẳng tắt mà niệm Phật chứ Mà trong Phật Đây là Thế Tôn ở trên Kinh Luận nói cho chúng ta biết a di đà Phật là ánh sáng Tôn quý nhất trong các ánh sáng Vua trong các Phật Ở trong toàn bộ tất cả chư Phật a di đà phật là đứng đầu niệm a di đà phật thì làm phật a di đà niệm a di đà phật thì thành a di đà phật việc gì phải niệm phật khác nữa chứ phật khác so sánh với a di đà phật đều thấp hơn một bậc rồi tại vì sao không trực tiếp đi niệm a di đà phật rất là viên mãn chứ chúng ta thông qua những đạo lý này mới khẳng định niệm a di đà phật là đứng đầu thật sự sáng tỏ thật sự hiểu được rồi thì ở trong tâm niệm niệm đều là a di đà phật đó mới là người niệm phật chân thật đạo của pháp môn niệm phật đạo gồm có giới toàn bộ giới luật thấy đều viên mãn đầy đủ bạn không phạm giới, không phá giới. Đạo gồm có giới. Đắc thiên đỉnh là đỉnh gồm có giới. Đỉnh gồm có giới, không bằng đạo gồm có giới. Ở trong đạo gồm có giới, không bằng ở trong niệm Phật có đầy đủ giới luật viên mãn, giới luật thanh tịnh. Lòng tâm, đồng nguyện, đồng đức, đồng hạnh với A-di-đà Phật. Đây mới là đại viên mãn, chân thật. cho nên ở trong pháp môn này phật dạy chúng ta chí tâm sinh niệm tụng niệm tụng niệm chính là đọc tụng đại thừa ở trong đọc tụng kinh đại thừa thì lấy kinh vô lượng thọ làm hàng đầu chúng tôi trong khi giảng giải đã từng phân tích với mọi người về phân tích này chúng tôi không có năng lực là do cổ đại đức thời đại tùy đường nói với chúng ta tất cả kinh cuối cùng đều quy về hoa nghiêm Hoa nghiêm Quy về Kinh Vô Lượng Thọ Kinh Vô Lượng Thọ Quy về 48 Nguyện 48 Nguyện Quy về Nguyện thứ 18 Hiện nay có người đề xướng Bổ Nguyện Niệm Phật Ở trong Bổ Nguyện Đặc biệt chú trọng Ở Nguyện thứ 18 Hoàn toàn Dựa theo nguyện thứ 18 niệm Phật Có thể giảng sanh hay không chị? Quả thật tuân theo quyết định sẽ được sanh Chỉ là đề xướng Lâm chung mười niệm Một niệm đều có thể giảng sanh Bình thường có thể không cần giữ giới luật có thể làm ẩu làm càng Có thể tạo tác tội nghiệp Đến lúc lâm chung niệm Phật Vẫn có thể giảng sanh Lời nói này không sai Lâm chung bạn có nắm chắc niệm Phật được không? Bạn quan sát thật kỹ Một số người lâm chung Đầu óc có tỉnh táo hay không? Nếu như lúc lâm chung là mơ mơ hồ hồ người khác giúp họ niệm họ cũng không thể nghe vào được lúc lâm chung nghiệp chướng hiện tiền phật hiệu không thể nghe được thậm chí là nghe phật hiệu còn sanh phiền não đích thân tôi đã nhìn thấy loại người này cả đời niệm phật đến lúc sắp mạng chung không niệm phật nữa tham sống sợ chết không thể buông xả Bổ nguyện nói ở trên lý Không có vấn đề Nói ở trên sự thì quá khó Quá khó Đó là thiện căn phước đức nhân duyên như thế nào Chúng ta phải biết rõ Cổ đại đức Thật sự là từ bi đến cực điểm Vì chúng ta phân tích rất rõ ràng Rất tường tận khuyến khích chúng ta không được phép giữ cái tâm cầu may nhất định phải đứng vững trên thực tế chăm chỉ nỗ lực tu học lâm chung mới có phần nắm chắc người cầu may cuối cùng nhất định sẽ hụt hẫng cho nên đề xướng bổ nguyện không cần phải tu giới hạnh đây là đi đường nguy hiểm những luận điệu này nhìn bề ngoài giống như là có đạo lý phật ở trên kinh là nói như vậy nhưng khi bạn phân tích thật kỹ thì không có đạo lý họ hoàn toàn hiểu sai xuyên tạc ý của phật rồi cho nên nguyện giải như lai chân thật nghĩa đâu có dễ dàng như vậy chứ Thế Tôn năm xưa còn tại thế Nhất định là nhiều lần tuyên giảng kinh vô lượng thọ Mỗi lần tuyên giảng pháp môn này Thính chúng khác nhau Trên kinh có ghi chép thường tùy chúng Thường tùy chúng nhiều người như vậy Ngoài thường tùy chúng ra Thính chúng tham dự Pháp hội thông thường cũng khác nhau Cho nên Phật giới thiệu về tịnh tông Giới thiệu về thế giới tây phương cực lạc Cũng có tường tận Sơ lược Khác nhau Cho nên sau này kết tập kinh điển Nội dung kinh điển Trên lệch nhau rất lớn Điều khác nhau rõ rệt nhất Chúng ta hiện nay thấy 48 nguyện Ở trong năm loại bản dịch gốc Có cái trong kinh điển là 24 nguyện Có cái trong một số kinh điển là 48 nguyện Còn có cái trong kinh điển là 36 nguyện Đây là sự khác biệt rõ rệt nhất Nếu như là Phật chỉ giảng một lần Người phiên dịch Bất luận người nào phiên dịch Con số này nhất định là giống nhau Không thể có sự khác biệt lớn như vậy được Từ chỗ này chứng minh Phật nhiều lần tuyên giảng Chúng ta đối với thế giới Tây Phương cực lạc muốn nhận thức rõ ràng thật viên mãn thì cần phải đem những kinh điển mà phật nhiều lần giới thiệu thấy đều phải đọc qua vào thời xưa kinh phật đều là bản chép tay lượng lưu thông rất ít một người ở trong một đời có thể xem được năm loại bản dịch gốc này là đại phước báo đại nhân duyên rồi triều tống cư sĩ vương long thư người này phước báo rất lớn đương nhiên cũng được phật lực gia trị Ông chỉ xem được bốn loại trong năm loại bản dịch Kinh Đại Bảo Tích mà Triều Đường phiên dịch Cư sĩ Vương Long Thư chưa có xem qua Cho nên hội vô lượng thọ ở trong Kinh Đại Bảo Tích Ở trong bộ phận này Có một số câu văn Rất quan trọng mà ở trong bốn loại bản dịch khác không có. Cư sĩ Vương Long thư cũng quả thật là rất tuyệt vời, biết được người bình thường rất khó có cơ duyên xem được nhiều bản dịch như vậy. Cho nên ông bắt đầu làm bản hội tập. Bản hội tập là tập đại thành của các bản dịch gốc đem những gì mà phật nói trong các loại bản dịch có thể hội tập lại xem được một bản này thì cũng như đều xem được hết thảy các loại bản khác đây là việc tốt đại từ đại bi bản của ông được đưa vào trong đại tạng kinh được đưa vào đại tạng kinh cũng chính là nói những đại đức xưa nay trong cửa phật chúng ta đều thừa nhận đều khẳng định cách làm này là chính xác không có sai lầm bản này của vương long thư lưu truyền đến hậu thế đại sư liên trì chú kinh di đà sớ sao trong đó có trích dẫn kinh văn của kinh vô lượng thọ đại đa số đều lựa chọn bản hội tập của vương long thư đây là nhận được sự khẳng định của đại sư liên trì Vì sao Có bản tiết hiệu của Bành Tế Thanh Bản hội tập của Ngụy Mặc Thâm Bản của ông Vương Cùng với bản của ông Ngụy Quả thật là Có khuyết điểm nhỏ Khuyết điểm nhỏ này Chính là không khéo lấy bỏ chưa thật ổn thỏa tốt đẹp Họ đã chỉnh sửa văn tự Của bản dịch gốc Đối với họ mà nói Việc chỉnh sửa này không có vấn đề Thật sự dùng câu từ còn hay hơn so với bản dịch gốc Đại sư Ấn Quang không tán thành không tán thành có đạo lý của ngài là sợ người sau này sẽ sửa đổi kinh văn một cách tùy tiện khởi đầu này của họ sẽ mở ra tiền lệ dẫn tới người đời sau sẽ tùy tiện sửa kinh văn kinh điển này truyền đến sau này sẽ hoàn toàn khác hẳn đi nhất định không được mở ra cái tiền lệ này ấn tổ phản đối là hai điểm này một cái là lấy bỏ không thỏa đáng một cái là sửa đổi kinh doanh chứ không phải nói đến không được hội tập đầu năm dân quốc bản của hạ liên cư xuất hiện bản này thật sự là bản hoàn thiện nhưng có một số người chấp trước thành kiến phản đối bản này phản đối bản này thì phải đề xướng đọc năm loại bản dịch gốc nếu như nói phản đối bản này ở trong năm loại bản dịch gốc đề xướng một loại bản bạn chẳng phải là ở trong bốn loại bản còn lại còn một số kinh doanh quan trọng bạn vẫn không đọc được sao mục đích của độc tụng đại thừa là phá nghi sanh tính là xây dựng tính tâm cái này đều là chấp thiên lậu là thấy lệch thấy cạn kiến thức nông cạn hẹp hòi là chấp trước thứ này đây là sai lầm lại nói lão cư sĩ hạ là cư sĩ cư sĩ không có tư cách để hội tập kinh tạng vương long thư là cư sĩ bành tế thanh cũng là cư sĩ ngụy nguyên cũng là cư sĩ đại sư liên trì là người xuất gia là tổ sư tịnh độ tông đại sư liên trì có thể chọn bản của vương long thư đại sư liên trì không có nói vương long thư là cư sĩ tại gia không có tư cách hội tập không có nói lời này Nếu như nói là người tại gia Không thể làm được sự việc này nhất định phải là người xuất gia làm Thì Phật Pháp này nó mất đi Tính bình đẳng rồi Hay nói cách khác Quyết định không thể giảng sanh Tịnh độ Tịnh độ là Pháp bình đẳng Đề kinh là thanh tịnh bình đẳng giác Tâm của bạn không thanh tịnh Không bình đẳng Một ngày niệm mười giảng tiếng Phật hiệu Cũng không thể giảng sanh Tâm tịnh thì quốc độ tịnh, tâm bình thì quốc độ bình thế giới tây phương cực lạc là quốc độ thanh tịnh bình đẳng cái gì nhất định phải hiểu rõ đạo lý này hạ lão cư sĩ không phải là người thông thường sau khi bản hội tập của ông ra đời rất đáng tiếc là đại sư Ấn Quang đã giảng sanh rồi. Ấn Tổ chưa xem được bản này. Tôi tin là Ấn Tổ xem thấy bản này nhất định phải tán thán, nhất định tán thành. Vì sao vậy? Những lỗi lầm của bản hội tập trước đây ông đều sửa trở lại rồi. Bản này đối với nguyên văn một chữ cũng không có sửa đổi, đồng thời lấy bỏ thỏa đáng đương thời có lão hòa thượng tuệ minh khẳng định lúc đó đại đức luật tông lão hòa thượng từ châu cũng khẳng định lão hòa thượng từ châu chọn lấy bản đó giảng qua ở tế nam đại đức tại Cha lão cư sĩ mai quang hy dùng bản của ông giảng trên đài phát thanh trung ương bản này ngày nay lưu thông trên toàn thế giới phù hợp với lời tiên tri lúc lâm chung của lão cư sĩ ông nói với học trò bản hội tập của ông tương lai là từ hải ngoại truyền đến trung quốc lời nói này đã thành hiện thực rồi đương thời mọi người hoài nghi hiện nay khẳng định rồi quả nhiên như vậy ông lại nói kinh này sẽ truyền khắp toàn thế giới cho nên bản hội tập này của ngài hạ hoàn toàn tương ưng với những gì mà ông tiên đoán chúng ta nhất định phải có niềm tin kiên định nhất định không hỏi nghi y giáo phụng hành phải thường xuyên độc tụng phật ở trên kinh dạy chúng ta làm thì chúng ta nghiêm túc nỗ lực mà làm phật dạy chúng ta không được phép làm chúng ta quyết định tuân thủ Như vậy chúng ta đời này niệm Phật Phát nguyện giảng sanh Mới có thể thành tựu Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giảng Giải Chủ Giảng lão pháp sư tịnh không giảng tại tịnh tông học hội singapore thời gian tháng 5 năm năm một nghìn chín trăm chín mươi tám tập hai chúng ta cần tin theo lời phật bản hội tập của lão cư sĩ hạ từng câu từng chữ đều là nguyên văn trong năm loại bản dịch gốc các vị có thể đem năm loại bản dịch gốc ra để đối chiếu xem. Nếu như bạn có nghi hoặc, bạn đem năm loại bản dịch gốc ra đối chiếu lại để xem. Tôi trước đây đã từng in qua. Đề mục của bổ này tên là Tịnh Độ Ngũ Kinh Đọc Bản. Trong đó có năm bản dịch gốc có bốn bản hội hiệu tổng cộng chín loại bản của kinh vô lượng thọ đều in vào trong đó mọi người có thể đối chiếu kinh di đà có ba loại bản dịch ba loại bản dịch này là bản dịch của đại sư la thập bản dịch của đại sư quyền trang Bản hội tập của Lão Cư Sĩ Hạ Thấy đều in chung với nhau In ra bản này mục đích Chẳng qua là kiên định Tính tâm Của các đồng tu Không thể dễ dàng Bị người ta làm dao động Làm hỏng đi Đại sự nhân duyên trong đời này của chúng ta Thế thì quá đáng tiếc rồi chúng ta nhất định phải biết độc tụng đại thừa nguy y kinh vô lượng thọ cung kính a di đà phật biết chăm chỉ tu pháp cúng dường chúng tôi ở trong các buổi giảng đã báo cáo tỉ mỉ với các vị rồi cúng dường như thế nào vậy cúng dường như lai cúng dường chúng sanh như giáo tu hành cúng dường đây là chân thật cúng dường loại cúng dường này chính là đích thực cúng dường địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng ta tổng kết ý nghĩa ở trong kinh này. Nếu như chúng ta thực sự có thể chí tâm, xưng danh, độc tụng đại thừa, quy y cung kính cúng dường, người này công đức của họ là không thể đo lường Họ nhất định được Chư Phật Như Lai Chư Đại Bồ Tát Không chỉ là Bồ Tát Địa Tạng quan âm thế chí văn thù Phổ hiền Oai thần của những Đại Bồ Tát này Gia trị Nhất định đạt được quả báo bất khả tư nghị Phật ở trên kinh này nói với chúng ta Bồ Tát Địa Tạng trong thời quá khứ Vô Thủy Kiếp đến nay Dùng vô lượng vô biên hóa thân Phóng quang thuyết pháp Phổ độ chúng sanh thường trụ pháp giới u minh pháp giới u minh là như thế nào chúng ta làm sao học tập chúng ta có phải là chui vào trong địa ngục hay không nhất định phải hiểu được nghĩa thú mang tính tiêu biểu pháp của từng câu từng chữ trong kinh văn ý nghĩa của pháp giới u minh chính là nói chúng ta hạ thấp tư thế Làm thiện không cần để cho người khác biết Không cần biểu dương Cái này chính là Pháp giới U Minh Là một cách thầm lặng Chăm chỉ hí nỗ lực mà làm Xả ly tất cả danh vọng lợi dưỡng Chính là Pháp giới U Minh Thành tựu công đức chân thật của mình Mỗi niệm đều là lợi ích chúng sanh trong lục đạo Ở trên kinh này nói với chúng ta Mối quan hệ của chúng ta với chư Phật Bồ Tát Mối quan hệ của chúng ta với chúng sanh lục đạo phàm phu không biết Chân thật như cái gọi là ý mạnh hiếp yếu. Tàn hại tất cả chúng sanh. Những chúng sanh này cũng đều là phàm phu cũng đều là mê quạt điên đảo Mê quạt điên đảo thì tâm trả thù Không bị tiêu mất Bạn làm tổn thương họ Cái tâm oán hận đó của họ Dính diễn hàm chứa ở trong A-lại gia thức Khi họ có cơ hội Họ làm sao không trả thù được chứ loại trả thù này chính là tai nạn trên thế giới ngày nay là tai nạn lớn phật ở trên kinh nói đau binh kiếp đau binh kiếp sau này chính là chiến tranh hạt nhân nhân của kiếp đau binh là gì ăn thịt chúng sanh phật nói rất rõ ràng nếu muốn tránh khỏi kiếp đau binh của thế gian trừ khi chúng sanh không ăn thịt đau binh kiếp này mới có thể hóa giải khi còn trẻ không biết không ăn nó thì cũng giết hại nó yến chúng ta nhìn thấy rất nhiều người bản thân cũng tạo qua cái tội nghiệp này kiến bò vào nhà không thích bỗng chốc nấu một nồi nước sôi tưới cho nó chết chúng ta nhìn thấy rất nhiều người làm như vậy chúng ta cũng đã từng làm qua rồi mặc tình giết hại những động vật nhỏ này trước đây không biết vậy mới biết mình đã phạm qua lỗi lầm nghiêm trọng này phần dạy chúng ta phải phát lộ sám hối chúng ta ngày nay hiểu rõ rồi biết được mình đã làm việc sai chăm chỉ tu hành mỗi ngày tụng niệm cúng dường tu học Tất cả công đức Đều hồi hướng cho những oan gia trái chủ này Cái công đức này Chính mình chúng ta không dám hưởng thụ Hy vọng đem những oan kết này Thấy đều hóa giải hết Chúng ta ở trên đạo Bồ Đề Thuận mượm xuôi gió Không có chướng ngại rồi nếu không thì thường hay nói là nghiệp chướng hiện tiền nghiệp chướng của bạn tại vì sao không hiện tiền được chứ những chúng sanh bị bạn giết hại này làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho bạn được không thể nào cho nên chúng ta nên học bồ tát địa tạng dùng tâm chân thật giúp đỡ họ phá mê khai ngộ giúp đỡ họ lìa khổ được vui tâm phải giống như mặt đất vậy tất cả pháp tất cả chúng sanh Nương vào đó Mà sống sinh trưởng Gánh giác Cho nên trên kinh, kinh nói Tâm như đại địa Năng an nhất thiết Đây là Thí dụ đất Là tâm Là thức Chúng ta ngày nay nhìn thấy mặt đất Chân bước lên mặt đất Phải biết hồi quang phản chiếu Đất là tâm địa của chúng ta Tâm địa bình đẳng chuyên chở các pháp chuyên chở tất cả chúng sanh người bạn ưa thích yêu thương cũng ở trên mảnh đất này người bạn ghét oán hận cũng ở trên mảnh đất này đất không phân thân sơ không có yêu ghét chúng ta nên học mặt đất tâm địa chúng ta vốn dĩ giống như mặt đất vậy hiện nay ở trong đó khởi tâm động niệm phân biệt yêu ghét phân biệt tốt xấu đây là sai lầm đất không có phân biệt hay nói cách khác chân tâm không có phân biệt mà là vọng tâm đang phân biệt vọng tâm là sai lầm biết được vọng tâm đang phân biệt thì biết tâm chúng sanh biết được đất không phân biệt thì biết chân tâm cho nên lập luận của bổn kinh chính là chân tâm và vọng tâm đây là nói một chữ địa này Chữ thứ hai là tạng Ý nghĩa của tạng là cất giữ, tàn chứa Người thế gian chúng ta nói là nhà kho, kho báo. Người thế gian những đồ châu báu đều phải cất giữ cho thật kỹ Những của cải này Có thể bảo vệ họ sống an toàn nếu như bản thân bị mất đi của cải họ sẽ cảm thấy sợ hãi cuộc sống không được bảo vệ rồi cho nên người thế gian người nào cũng hy vọng là cất giữ những đồ châu báu này những của cải này phật dùng cái này để thí dụ ở trong tự tánh chúng ta có kho báu tam đức bí tạng ở trong chân tâm tự tánh chúng ta có pháp thân pháp thân là cái thân chân thật ở trong tông môn nói là mặt mũi xưa nay trước khi cha mẹ chưa sanh ra mặt mũi xưa nay là pháp thân bớt sanh bớt diệt không đến không đi không dơ không sạch cái thứ hai là bát nhã bát nhã là trí huệ trí huệ cứu cánh viên mãn là ở trong tự tánh chúng ta vốn dĩ đầy đủ không phải đến từ bên ngoài vô lượng vô biên trí huệ thế giới này nơi chốn kia quá khứ dị lai không có cái gì không biết cái sở tri này sở tri hiện nay không biết không biết liền biến thành có chướng ngại rồi sở tri là cái vốn có hiện nay có cái làm chướng ngại sở tri của chúng ta đây gọi là sở tri chướng sở tri chướng cùng với phiền não chướng dụng ý của hai cách gọi này là khác nhau phiền não chính là chướng ngại sở tri không phải chướng ngại cái mà chướng ngại sở tri đó gọi là sở tri chướng nếu như chúng ta từ trên danh tướng phật pháp mà nói vọng tưởng phân biệt chấp trước chấp trước là phiền não chướng hoàn toàn là phiền não ở trong phân biệt có một phần là phiền não một phần là sở tri chướng Ở trong vọng tưởng hoàn toàn là sở tri chướng Có người hỏi, vô minh từ đâu mà có? Vô minh có như thế nào? Thật ra Thích Ca Mâu Ni Phật ở trên hội Lăng Nghiêm nói rất rõ ràng, rất thấu triệt rồi. Người đọc kinh Lăng Nghiêm cũng qua loa sơ ý, cứ như vậy mà cho qua, cẩu thả cho qua. Phật nói rất rõ ràng, tri kiến lập tri thị vô minh bổn sao gọi là tri kiến tri kiến chính là sở tri sở tri chính là trí huệ bát nhã bạn ở trong sở tri còn lập thêm một cái tri nữa thì sai rồi trên đầu lại gắn thêm một cái đầu đó chính là gốc rễ của vô minh bạn không nên ở trên sở tri Lại lập thêm một cái tri nữa Thì trí huệ của bạn liền hiện tiền ngay Bạn cứ muốn lập một cái tri nữa Thế thì có cách gì bây giờ chứ Chúng tôi đưa ra một thí dụ để nói Cái này các bạn nhìn thấy rõ ràng rồi Chúng tôi dùng cái này thí dụ mọi người nhìn thấy rất rõ ràng rất sáng tỏ đây là sở tri đây là tri kiến vẫn cứ nói trên tay pháp sư cầm một cuốn sách thì xong rồi lập tức rơi vào vô minh cái này gọi là sách sao cái này gọi là tay sao tay là do bạn lập nên sách là do bạn lập nên nếu bạn lập nên cái này gọi là sách cái này gọi là tay thì bạn xong rồi đây chính là vô minh phật pháp khi chưa đến trung quốc người trung quốc cũng rất thông minh lão tử đã biết danh khả danh phi thường danh đạo khả đạo phi thường đạo bạn nói cái tên là đã sai rồi Đó là ý của bản thân bạn Không phải chân tướng sự thật Cho nên bạn ở trên tri kiến lập tri Bạn liền rơi vào du binh, Là bạn đã khởi vọng tưởng rồi Ở trong vọng tưởng lại có phân biệt Lại có chấp trước Một lô những thứ phiền phức liên tiếp kéo đến rồi Phật thuyết pháp cho chúng ta Phật nói tôi mà không chấp trước cái tôi Cái này cao minh Lục Tổ hỏi Vĩnh Gia: Ông có còn phân biệt hay không? Vĩnh Gia đáp rất hay: Phân biệt diệt phi ý, tôi phân biệt chính là không có phân biệt. Ở trong tâm thật sự không có phân biệt, rất sạch sẽ. Phân biệt là gì? Vì đây chúng mà phân biệt, cho nên nói chính là không nói, không nói chính là nói. Nếu bạn nói là nói, bạn không hiểu được cái ý nghĩa không nói này, bạn không hiểu được ý của Phật nếu như nói cùng với không nói phân thành hai thứ thì nói cũng sai không nói cũng sai rồi nói là gì phân biệt chấp trước không nói là vô minh đều rơi vào hai bên rồi nên biết nói với không nói là một không phải hai nói tức không nói nghe tức không nghe bạn cái này thông rồi chướng ngại này bạn đều không còn nữa Trên phương diện này Bạn có thể thể hội được Thì chân tướng của vũ trụ nhân sanh Liền được phơi bày rồi Bạn chân thật đã vào pháp môn không hai rồi Người thế gian đáng thương là sống ở trong tương đối Tương đối chính là hai Lại đối lập rồi Bạn nói lớn thì đối lập với cái nhỏ Nói không bên kia liền có cái có Luôn luôn ở trong tương đối nói tôi thì đối lại với người khi nào bạn có thể bỗng chốc giác ngộ được ta với người không hai có như không là không hai tánh với tướng không hai lý với sự không hai sự với sự cũng không hai bạn mới nhập Phật pháp bạn mới hiểu được Phật pháp cho nên cái khó của Phật Pháp ở chỗ nào vậy Là khó ở chỗ này Khó ở chỗ nào vậy Vọng tưởng phân biệt chấp trước Dính diễn không thể buông xả được Chỉ cần không buông xả Thì bạn không vào cửa Đại Thừa được rồi Đại Thừa không có phần của bạn rồi Bạn tu học Đại Thừa Là tu học một loại thường thức ngoài gia mà thôi Đại Thừa chân thật là như thế nào Bạn hoàn toàn không thể thể hội được đây là nói bát nhã với bạn còn có một cái bí tạng bí là bí mật tạng là hàm chứa ở trong tự tánh giải thoát giải thoát chính là đại tự tại chính là ở trong hoa nghiêm nói là sự sự vô ngại đều là vốn có ở trong tự tánh vốn dĩ đầy đủ đây là ý nghĩa của tạng cái này gọi là tam đức tam đức ở trong tự tánh tại vì sao gọi là bí tạng vậy bí là giống như rất bí mật phàm phu thông thường không thể phát hiện được sáu căn không thể tiếp xúc được không thể phát hiện là giống như rất là bí mật là giống như cất ở chỗ đó cất không bị người ta phát hiện ra hay nói cách khác là chúng sanh không thể hiểu rõ không thể lý giải gọi nó là bí mật và bên trong tâm tánh quả thật là bao hàm vô lượng vô biên tất cả pháp ở trong bổn tánh vốn dĩ đầy đủ dùng không hết đây là ý nghĩa của tạng là giống như mỏ vàng trên thế gian chúng ta vậy ở trong cái mỏ vàng này hàm chứa vô số vàng bạn lấy bạn dùng lấy mãi không hết dùng mãi không cạn nhưng mà mỏ vàng này ở chỗ nào bạn không biết Bạn không rõ Thế là biến thành bí mật rồi Phật dùng cái này Để thí dụ tâm địa của chúng ta Kho báo tâm địa của chúng ta Sự cất chứa của đất So với sự cất chứa của tâm địa thì kém rất xa Kho báo cất chứa trong tâm địa chúng ta Là tận hư không khắp Pháp giới Phật Pháp của tất cả chư Phật Thế Pháp vô lượng của tất cả chúng sanh Đều cất chứa ở trong đó Bạn chỉ cần phát hiện kho báo Tâm địa này Xin thưa với các vị Pháp thế gian, Pháp xuất thế gian Thấy đều thông đạt Thấy đều không có chướng ngại rồi Phật Pháp dạy học là để phát hiện kho báo của tự tánh. Kho báo tự tánh phải dùng cái gì để mở gì? Công cụ đó nhất định phải xứng tánh. Bạn dùng không phải công cụ xứng tánh, thì bạn không có cách gì phát hiện kho báo của tự tánh được rồi. Công cụ xứng tánh là gì? Chính là hiếu và kính. Cho nên kinh địa tạng gọi là hiếu kinh của nhà Phật. kinh địa tạng dùng cách nói hiện nay để nói chính là hiếu đạo và sư đạo hiếu thân tôn sư thì có thể phát hiện kho báo của tự tánh nếu như bạn không thể hiếu thân không thể tôn sư thì bạn vĩnh viễn ở ngoài cửa phật pháp hay nói cách khác bạn học tiểu thừa biết đâu có thể có một chút xíu thành tựu còn học đại thừa thì không có phận rồi Đại thừa là khai phát tự tánh Khác với tiểu thừa Tiểu thừa là ở trên sự tướng Hay nói cách khác Nó vẫn là pháp thế gian Ở trong tiểu thừa Pháp xuất thế Bạn cũng không thể đạt được Hay nói cách khác Mặc dù bạn tu học tiểu thừa Bạn cũng chỉ có thể dừng lại Ở trong cái cảnh giới sơ quả nhị quả này tứ quả là không thể chứng được rồi nếu muốn chứng được tứ quả tiểu thừa quả vị cao nhất của tiểu thừa vẫn là phải hiếu thân tôn sư đây là chân lý mười phương ba đời toàn bộ tất cả chư phật như lai cũng không có ngoại lệ nào bạn xem thế tôn nói ở trong tam phước của quán kinh ba loại tịnh nghiệp này là tịnh nghiệp chánh nhân của ba đời chư phật lời nói này nói rõ ràng biết bao sáng tỏ biết bao chúng ta nghe thấy rồi cái gì đồng tu đều có thể nhớ được cũng đều nói được nhưng chỉ là không chịu làm thế thì vô phương rồi một ngày nói một ngàn lần nói một vạn lần cũng không có tác dụng gì đó là ăn bánh vẽ có tác dụng gì chứ nhất định phải tự mình chăm chỉ làm đến được đem tâm hiếu thuận cha mẹ mở rộng ra hiếu thuận tất cả chúng sanh chư phật như lai quả thật là tu như vậy tất cả chúng sanh chính là cha mẹ của chính chúng ta không phải là người khác tất cả chúng sanh chính là thầy của chúng ta đọc hoa nghiêm bạn cần phải tin không những hết thảy mọi người là thầy hôm qua chúng tôi nói về cây cây cối hoa cỏ có cái nào không phải thầy chứ sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần chân thật là một hạt vi trần một lỗ chân long chúng ta chạm mắt đều có thể tỉnh ngộ đó chính là thầy hôm qua nhìn thấy cây hạt là tính tâm rễ là từ bi thân là trí huệ cành lá là ngũ độ cành nhánh là ngũ độ mọi lúc mọi nơi chỉ cần nhìn thấy rồi trong tâm đều khai trí huệ đúng như lời đại sư huệ năng nói huệ năng khi gặp ngài ngũ tổ nói với ngài ngũ tổ trong tâm đệ tử thường sanh trí huệ ngài sao không thường sanh trí huệ được chứ sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài đều khai ngộ Đây chính là thường sanh trí huệ Chúng ta ngày nay sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài Sanh phiền não Nếu thuận theo ý của mình thì khởi tham ái Tham ái là phiền não Không hợp với ý của mình thì chán ghét Chán ghét sanh phiền não Người ta sáu căn nhìn cảnh giới sáu trần sanh trí huệ Không sanh phiền não Đây chính là phàm thánh Không như nhau Khởi tu đều khác nhau Cho nên Phật ở trên kinh nói với chúng ta Khẳng định tự tánh chúng ta vốn dĩ đầy đủ muôn pháp Có đủ tất cả các pháp Cái này là bảo Giống như ở trong đất vậy Hàm chứa những kho báo khoáng vật này Kho báo hàm chứa trong đất Có thể dùng hết Kho báo hàm chứa trong tâm tánh chúng ta dùng không hết Tại vì sao không biết khai phá chứ Bốn vị Bồ Tát lớn này Chính là bốn pháp môn khai phá Kho báo của tự tánh Bốn pháp môn này phải dùng đồng thời Bồ Tát Địa Tạng Hiếu Kính Bồ Tát quan Âm Từ Bi Bồ Tát Văn Thù Trí Huệ Bồ Tát Phổ Hiền Thực Tiễn Bốn Đại Bồ Tát Vậy chúng ta khai phá kho báo của tự tánh Bốn pháp môn này thiếu một cũng không được Giống như bốn chân của cái bàn vậy Thiếu một cái là ngã xuống ngay Nó liền không thể đứng vững được nhất định phải hiểu rõ đạo lý này những gì mà phật nói ở trong tất cả kinh đại thừa ngàn kinh dạng luận không ngoài việc này chư phật bồ tát sáng tỏ rồi liền thực hiện cái ngày được thọ dụng cái các, các ngài được là đại tự tại đại viên mãn chúng sanh chúng ta mê hoặc điên đảo đã mê mất tự tánh rồi làm càng làm bậy cho nên tạo lục đạo luân hồi trôi lăn trong sanh tử vĩnh viễn không có ngày ra nhưng mà tánh đức của chúng ta bất kể đang giác bất kể đang mê nó hoàn toàn không thay đổi ngộ cũng không có tăng thêm một mảy may Mê cũng không có giảm đi một chút nào Tại vì sao Phật tôn kính tất cả chúng sanh Ngay cả mũi kiến cũng phải tôn kính Tại vì sao Ngài tôn kính vậy? Mũi kiến cũng là chúng sanh Tánh đức của nó cũng là viên mãn Không có khác gì so với chư Phật như Lai Chỉ là do nó mê thôi nó biến thành tình trạng này nó không hiểu chuyện làm càng làm bậy tạo thành hình dạng này tuy là tạo thành hình dạng này nhưng tánh đức của nó vẫn là viên mãn như cũ không có khiếm khuyết một mảy may cho nên chư phật như lai đối với chúng tôn trọng bình đẳng lễ kính bình đẳng. Cúng cúng dường bình đẳng. Ở trong thập đại nguyện dương, Phật đối với chúng không tán thán. Nhưng cung kính cúng dường thì nhất định là bình đẳng. Từ bi đối với tất cả. Chúng ta cần nhận thức tâm địa công nhận kho báo này. Biết được chân tâm của chúng ta, cái tâm này nói từ trên Bát Nhã chính là đại Bồ đề. Từ trên pháp thân mà nói chính là đại Niết bàn. Đại Niết bàn thông thường cũng gọi là Đại diệt độ Niết bàn là tiếng Phạn Dịch thành ý nghĩa Tiếng Trung Quốc là diệt độ Nếu như dựa vào ba chữ này để nói Đại Diệt Độ Ba chữ này Ý nghĩa của đại là pháp thân Diệt là diệt phiền não Diệt vọng tưởng phân biệt chấp trước cái đó là được đại tự tại đại tự tại là giải thoát độ là sáng suốt là giác ngộ chính là trí huệ bát nhã bồ tát tu lục độ sáu điều này là trí huệ các ngài sống là đời sống trí huệ cao độ các ngài sống là đời sống trí huệ cứu cánh viên mãn chúng ta ngày nay sống là đời sống phiền não khổ sở pháp thân bát nhã giải thoát ba đức này là ba đức vốn có của tự tánh mỗi mỗi đều đầy đủ thường lạc ngã tịnh cho nên thường lạc ngã tịnh chúng ta gọi là tứ tịnh đức thường là vĩnh hằng bất biến lạc là lìa tất cả khổ Người thế gian chúng ta nói khổ lạc Cái khổ lạc này là đối lập Hết thảy sự đối lập về khổ lạc Thấy đều không còn nữa Thấy đều hết rồi, dứt hết rồi Ý nghĩa của ngã là chủ tể Là tự tại Thật sự có thể làm chủ tể được Thật sự được đại tự tại Tịnh là thanh tịnh không nhiễm máy bụi, tâm địa không tịch, trong chân tâm không được có một vật, huệ đăng ngài nói rất hay xưa nay không một vật nên biết xưa nay không có một vật nào nếu bạn ở trong đây thêm vào một vật thì sai rồi một cái ý nghĩ chính là một vật không được thêm vào cho nên người tham thiền niệm một tiếng phật hiểu thì bị ô nhiễm rồi Suốt miệng ba ngày xưa nay không một vật sao lại có chữ phật vào chứ phật cũng không có phật cũng không có chúng ta có cần niệm phật hay không cần phải niệm cách niệm như thế nào vậy niệm mà không niệm không niệm mà niệm thì đúng rồi là chính xác nếu như bạn có niệm bạn liền có một vật vậy thì sai rồi bạn không niệm cũng có một vật có một vật gì vậy có cái không niệm bạn cũng sai hay nói cách khác niệm sai rồi không niệm cũng sai làm sao mới không sai vậy niệm mà không niệm không niệm mà niệm thì không sai không trụ hai bên không giữ trung đạo làm mà không làm không làm mà làm là giống như chư phật bồ tát ứng hóa ở trong chính pháp giới thể hiện đủ dạng thân tham gia đủ dạng sự nghiệp họ vô niệm vô sanh vô niệm họ không có lìa niệm Vô sanh họ cũng không có lìa sanh Họ ở trong lục đạo xã thân thọ thân Thị hiện giống như chúng sanh vậy Họ là đến đi đồng thời Tướng hiện ra không có mình Hiện tướng là từ bi mà ứng hiện để giác ngộ chúng sanh Tuy giác ngộ chúng sanh Nhưng không có ý nghĩ giác ngộ chúng sanh Giống như lời trên Kinh Kim Cang nói Tuy độ tất cả chúng sanh Mà thực không có chúng sanh nào được độ Họ không có khởi ý niệm này Trên Kinh thường hay dùng mây để làm thí dụ thí dụ cho cái gì vô tâm, vô niệm. ở trong Phật pháp nói vô tát, vô vi, vô vi mà không có gì không làm, không làm mà không có gì không làm. như vậy mới tương ứng với thể tướng dụng của tự tánh, với pháp thân bát nhã giải thoát của tự tánh là tương ưng giới đại phương quảng đây là hạnh bồ tát đây là tâm bồ đề chúng ta ngày nay ở địa vị phàm phu chúng ta có mê hoặc nghiêm trọng chúng ta có nghiệp chướng sâu nặng chúng ta cũng rất muốn khế nhập cảnh giới của bồ tát bắt tay làm từ đâu vậy nhất định phải bắt tay làm từ đoạn tham sân si Phật Pháp Thế Pháp Đều không tham nhiễm Thuận cảnh không tham Nghịch cảnh không sân Bắt đầu làm từ đây Hành động từ chỗ này Thuận cảnh, nghịch cảnh Biết rất rõ ràng, biết rất minh bạch Là không si Không tham, không sân, không si Gọi là ba thiện căn đoạn ác tu thiện đoạn ác gì vậy đoạn tham sân si tu thiện gì vậy tu không tham không sân không si bắt tay làm từ chỗ này khôi phục kho báu tự tánh của chúng ta bởi vì tham sân si là nghiêm trọng nhất ở trong tất cả chướng ngại cái nghiêm trọng nhất thì phải làm trước Chúng ta ngày nay không thể thành tựu Chính là không thể đoạn tham sân si Cho nên bất luận bạn tu học như thế nào mà cũng đều không thể bước vào cửa được Làm cả đời cũng là phước báo hữu lậu mà thôi Nếu như không tu hiếu kính thì phước báo hữu lậu này của bạn Vẫn không phải hưởng ở nhân gian Mà hưởng ở trong đường ngạ quỷ xúc sanh Đây đều là chân tướng sự thật Chúng ta không thể không biết rõ Không thể không sáng tỏ Bồ Tát hai chữ này Là tiếng Ấn Độ Ý nghĩa của hai chữ này Người xưa có hai cách phiên dịch Một cái phiên dịch là chúng sanh có tâm đại đạo Đây là cách dịch xưa Đại sư Huyền Trang về sao dịch là giác hữu tình Là chúng sanh hữu tình giác ngộ Hai cách phiên dịch đều hay Phật ở trên Kinh Hoa Nghiêm Nói với chúng ta Kinh Hoa Nghiêm cần phải truyền dạy cho người nào vậy đại tâm phàm phu cái gì phải biết phàm phu có tâm lớn chính là phàm phu có tâm đại đạo tuy không gọi bạn là bồ tát mà chỉ cần phát tâm lớn bạn chính là bồ tát rồi nếu như gọi bạn là bồ tát bạn sẽ giật nảy mình tôi không phải là bồ tát tôi không dám nhận nói phàm phu có tâm lượng lớn thì được tôi là phàm phu tôi phát tâm lớn thì được nào ngờ là phàm phu có tâm lượng lớn chính là bồ tát chúng ta là chúng sanh có cảm tình cảm tình chính là phiền não hữu tình chính là có phiền não rồi tuy có phiền não họ giác ngộ rồi cái này thì được giác ngộ rồi tức là tôi đã xác định đúng phương hướng rồi Tuy vẫn chưa vào cảnh giới của Phật Nhưng Cái tâm hạnh Phương hướng này của bạn Đích thực là Phương hướng thành Phật Góc độ không có sai lệch Giống như hàng hải hàng không vậy Chúng ta nhắm la bàn rất chính xác Phương hướng rất chuẩn xác Tuy vẫn chưa nhìn thấy bờ bên kia Nhưng mà biết nhất định là Có thể đến được bờ bên kia đây là ý nghĩa của bồ tát bồ tát là người dứt khoát không được hiểu lầm bồ tát không phải là thần bồ tát cũng không phải là tiên bồ tát là người nếu như nói rõ ràng sáng tỏ hơn một chút thì bồ tát là một người sáng suốt phàm phu là người mơ hồ nói thế này thì mọi người sẽ dễ hiểu đối với mọi người mọi việc mọi vật đều biết rất rõ ràng rất minh bạch biết được nghiệp nhân quả báo của nó chúng ta thường nói nhân duyên quả báo như thế thì gọi là bồ tát nếu như bạn không hiểu rõ đối với người giới sự giới vật đều không sáng tỏ không biết sự việc là như thế nào đây liền gọi là phàm phu Danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng Chúng ta chỉ giới thiệu đơn giản đến chỗ này Bên dưới còn có hai chữ bổn nguyện Bổn là Căn bản Ý nghĩa ở chỗ này là nói Cái nguyện này của Ngài Không phải trong đời này mới phát Chúng ta biết Tất cả chúng sanh đều có đời quá khứ Cũng có đời dĩ lai Cho nên nói ba đời Bồ Tát Địa Tạng ở trong đời quá khứ đã phát cái nguyện này. Quá khứ còn có quá khứ. Quá khứ vô thủy. Vô thủy kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp đều phát cái nguyện này. Chúng ta gọi cái nguyện này là bổ nguyện. Cho nên cái nguyện này là có căn bản. Không phải ở trong đời này mới phát nguyện là một loại hy vọng là một loại mong cầu cái mong cầu này hy vọng có thể đạt được vậy liền gọi nó là nguyện nếu như ý này nói sâu hơn một chút nữa bổn chính là chân như bổn tánh và nguyện là sinh ra từ trong bổn tánh đây mới là ý nghĩa chân thật của bổn nguyện ở trong pháp đại thừa Bồ Tát. Như lời trong kinh Hoa Nghiêm nói là pháp thân đại sĩ. Đã đoạn hết vọng tưởng, phân biệt chấp trước rồi. Đây là đã đoạn hết rồi. Gọi là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân quả thật là khế nhập cảnh giới trên quả địa như lai tuy khế nhập chưa đủ sâu nhưng mà đã bước vào đã là minh tâm kiến tánh cái nguyện vào lúc này phát xuất ra từ trong tự tánh người chưa có kiến tánh thì hình thành tâm nguyện từ trong thức chúng ta nói có đời quá khứ còn có đời quá khứ nữa nhiều đời nhiều kiếp đều phát cái nguyện này đây là nói từ trong thức tâm sau khi minh tâm kiến tánh rồi thì nói từ trong bổn tánh hai cái ý nghĩa này đều có thể gọi nó là bổn nguyện ý nghĩa của bổn nguyện sâu cạn có sai khác thế nhưng ở trên tướng dụng rất giống nhau trên sự tướng vô lượng kiếp đến nay đời đời kiếp kiếp có cái nguyện này nguyện lực này của họ rất mạnh cũng không dễ dàng bị dời đổi bởi cảnh giới bên ngoài cho dù bị dao động bởi cảnh giới bên ngoài họ cũng quay đầu rất nhanh họ sẽ giác ngộ họ sẽ quay đầu họ có thể sám hối nếu như cái nguyện này đời này mới phát hoặc giả là mới phát trong một đời hai đời quá khứ thì sức mạnh này của họ cạn rất dễ bị ngoại cảnh mê hoặc sau khi mê rồi thì không dễ gì quay đầu không biết sám hối Chúng ta mới biết cái nguyện lực này của họ không đủ độ sâu Cũng chính là họ không có bổn Nếu như có bổn thì nhất định chịu quay đầu Chúng ta xem ở trong quán kinh Vua a xà thế tạo đủ dạng tội nghiệp Đến khi bản thân thọ nhận quả báo này Bệnh khổ hiện tiền Tướng địa ngục hiện tiền ông có thể hối lỗi có thể làm lại cuộc đời chứng tỏ ông trong đời quá khứ đời đời kiếp kiếp ông tu trì có sức mạnh nguyện lực của ông rất lớn tuy nhất thời hồ đồ nhất thời mê rồi đến giờ phút quan trọng ông vẫn có thể giác ngộ đây đều là thấy từ trên sự tướng nếu như là Bồ Tát Pháp Thân Phát nguyện từ trong tự tánh Đó mới là bổ nguyện chân thật Nhất định sẽ không bị dao động bởi ngoại cảnh Cho dù ở thời đại lớn này Phật ở trên kinh nói Tà sư thuyết pháp như các sông hằng Họ cũng sẽ như như bất động Không bị ảnh hưởng Đây là một chút ý nghĩa của bổ nguyện Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ dạng đến chỗ này, A-di-đà-phật.